Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner. Đây chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng, là cái phiên bản Sportivo đấy ạ. Đây là cái phiên bản Sportivo và 2.7 máy xăng. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị và bạn nhé. Màu trắng ngọc trinh rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Fortuner 2016 phiên bản Sportivo này ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất, tổng thể về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn ấy biết đấy ạ, chiếc xe này nhìn rất là đẹp vì là cái phiên bản Sportivo, tức là phiên bản thể thao. Nó đã có cả border kit quanh xe đây quý vị và các bạn nhé, border kit quanh xe này. Đây là cái phần border kit quanh xe, nhìn rất là mới, rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon. Đây là cái phần đèn pha bi xenon quý vị và các bạn này. Đèn gầm cũng đã được trang bị là đèn bi rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2016 mới lăn bánh được có hơn 5 vạn km thôi. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Nhìn về cái phần nước sơn đây quý vị và các bạn ạ, màu trắng ngọc trinh rất là đẹp. Đấy. Và cái dàn lốp này thì còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là dày, lốp Bridgestone đây ạ. Lốp Michelin quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần lốp đấy, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ thêm khóa thông minh, đề nổ start stop và gương kính auto. Đây là cứ xe ra, chìa khóa ra khỏi xe là sẽ tự động đấy. Tôi đã đi gần lại xe là nó sẽ hay khóa cửa và mở cửa tự động luôn, và cái gương nó cũng sẽ gập tự động luôn quý vị và các bạn ạ. Đây là cái phần lốp này là lốp nguyên bản theo xe quý vị và các bạn. Đây này, chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 5 vạn km theo xe này, còn rất là dày. Đấy, rất là đẹp. Chủ xe cũng đã thay lên hai quả lốp rồi. Đây là hai quả lốp sau này là còn nguyên bản theo xe và còn rất dày đây quý vị và bạn nhé. Hai quả lốp trước thì là chủ xe cũng đã bắt đầu chuyển sang lốp Michelin rồi. Đấy, đây là hai quả lốp này thì là mới thay luôn đây này. Michelin mới thay. Hai quả sau là nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Ở cái phiên bản này thì xe cũng đã được trang bị là cảm biến áp suất lốp quý vị các bạn ạ. Đây này, cảm biến áp suất lốp, cho nên là nó có cái van này. Van này là van cảm biến ạ. Đấy, border kit quanh xe nhìn rất là đẹp, rất là thể thao ạ. Đây là cái phiên bản Toyota Fortuner V quý vị các bạn nhé. Fortuner V và Sportivo đây ạ. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết cao đây, còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, nhìn về bên ngoài thì đầu tiên là tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ đã này. Đây là cái phần keo chỉ của nguyên bản đây quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản ạ. Không những nó còn nguyên bản và chiếc xe này là còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, từ những keo chỉ này, ốc bản lề còn nguyên bản này, táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nội thất lại màu kem nữa. Nếu như chiếc xe này mà không giữ gìn cẩn thận thì là nó rất là xấu ạ, vì là cái màu này nó màu sáng màu. Đấy, mà chiếc xe này còn đẹp nguyên đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, từ cái ghế này, ghế cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi quý vị và các bạn nhé. Ghế chỉnh điện và cái nội thất màu kem này thì rất là sang trọng, nhưng phải giữ gìn sạch sẽ đẹp đẽ được, lúc nào nó cũng đẹp đẽ được như thế này thì nó mới sang trọng quý vị và bạn ạ. Và đây là cái phần vô lăng đây quý vị và bạn ạ. Vô lăng cũng đã được kết hợp với phần vân gỗ rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái thiết kế của xe thôi ạ, rất là đẹp. Đấy, và những cái phần này là phần này chủ xe đã lắp thêm này. Đây, phần này chủ xe lắp thêm, phần này là áp suất lốp. Và cái bậc cửa thì quý vị các bạn thấy đây ạ,
chủ xe này cũng rất là cẩn thận, đã ốp bậc cửa bằng inox này, ốp bậc cửa inox này, thả trải sàn 3D này, trải sàn 3D có cả rồi, rất là đẹp rồi. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên lái luôn đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên bản. Ốc bản lề cũng còn rất đẹp luôn quý vị và bạn nhé, còn nguyên bản hết đấy. Táp bi này rất là mới luôn ạ. Và cái phần nội thất ở hàng ghế ngồi, hàng ghế giữa này cũng rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn quý vị và bạn nhé. Với những chiếc xe Fortuner, nhất là những cái phiên bản số sàn hoặc là phiên bản máy dầu, thì phần lớn là những chiếc xe đó là hay chạy dịch vụ. Vì người ta mua chạy dịch vụ, người ta sẽ tính tiết kiệm, tính kinh tế, tức là số sàn và số tư máy dầu cho nó tiết kiệm nhiên liệu ạ. Còn những máy xăng này thì như chiếc xe này là chúng tôi cam kết xe cá nhân chạy, xe gia đình chạy ạ, không có chạy dịch vụ đâu quý vị các bạn nhé. Cam kết là không chạy dịch vụ. Mới lăn bánh được có hơn 5 vạn km thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option đây. Đây là cái phần mà đè nổ, khóa thông minh đè nổ mà chủ xe cũng đã lắp thêm cho chiếc xe này đây ạ. Đồng hồ công tơ mét, chiếc xe đã chạy chuẩn là 5 vạn 1 km rồi quý vị và các bạn ạ. Điều hòa tự động. Đó, đây là cái phần điều hòa tự động này. Tôi đang không nổ máy cho nên là tôi cứ tạm thời tôi tắt cái điều hòa này đi đã, để tránh tình trạng là hết ắc quy. Đấy, màn hình Android đang khởi động đây quý vị và các bạn ạ. Đây là cái màn hình nguyên bản theo xe nhá, tích hợp camera lùi luôn đấy ạ. Và quý vị và các bạn xem đây ạ, cái táp bi cửa này rất là mới này, và được kết hợp với cái vân gỗ này rất là sang trọng, rất là đẹp nhé. Để kể cả ở vô lăng này, đây là cái phần mà thiết kế của xe, vân gỗ này trên táp lô này rất là đẹp luôn ạ. Và vô lăng là vô lăng vân gỗ và bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng đây này quý vị và bạn ạ. Và cái vô lăng này nguyên bản quý vị và bạn nhé, mới chạy hơn 5 vạn, và cái vô lăng nguyên bản này còn nguyên này, chưa có làm lại đâu nhé. Vô lăng này là vô lăng nguyên bản hết đấy. Tôi quay sát lại cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Đấy, vô lăng nguyên bản. Và đây là những cái phần này, cảm biến lùi này, cảm biến lùi nguyên bản của xe. Và có cả chân cắm USB. Và cần số đây quý vị các bạn ạ, cần số cũng là cần số nguyên bản nhé. Tay phanh cũng chưa phải làm lại gì nhé. Đấy, chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn phải xem cả cái cần số này. Vô lăng, táp lô, táp bi đều mới, đều đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, nó đẹp đều như thế này thì mới chứng tỏ là chiếc xe chạy ít. Chứ nếu như đồng hồ mà chạy để 5 vạn km mà những cái này nó lại cũ rồi thì là đồng hồ không chuẩn đâu quý vị và các bạn ạ. Nó còn phải mới, còn phải đẹp như thế này thì nó mới chuẩn đây. Từ những cái phần trần này rất là sạch ạ. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi ở sau này là được thiết kế ở đặt ở trên trần quý vị các bạn nhé. Rất là mát, đấy, đặt ở trên trần luôn. Da rất là mới luôn đấy ạ. Và đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn ạ. Tôi sẽ quay kỹ hơn cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ những cái ốc cốp sau nó còn nguyên bản như này đấy ạ. Ốc cốp sau rồi đến những cái gioăng keo các thứ này còn nguyên hết luôn này. Không những nó còn nguyên mà nó lại còn rất mới, rất đẹp. Vì chiếc xe này sản xuất năm 2016, sử dụng đến bây giờ mới được có, tính ra mới được gần 5 năm thôi quý vị các bạn ạ. Nhưng cơ bản nó không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Keo chỉ nó còn nguyên như thế này đấy. Và rất là đẹp đấy quý vị các bạn ạ. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều thì là cái hàng ghế này sẽ sử dụng nhiều, hoặc là sẽ để đồ nhiều thì nó sẽ xước sát rất nhiều ạ. Đấy, nhưng chiếc xe này không có chạy dịch vụ cho nên nó còn mới, còn đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Từ những cái phần trần cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn đây này. Đây là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba đây quý vị và bạn nhé, cũng được thiết kế ở trên trần luôn, nhìn rất là mới. Và hơn nữa là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 7 chỗ thì có lẽ đây là cũng là một chiếc xe khá là rộng rãi so với những chiếc xe cùng phân khúc 7 chỗ ạ. Cảm biến lùi. Đấy, cảm biến lùi này là cảm biến nguyên bản theo xe nhé. Đây là cái phần để kích này, kích mấy đồ nghề đây quý vị và bạn ạ. Đấy, đây là phần kích mấy đồ nghề còn rất là mới luôn đấy ạ.
Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn. Rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Hàng ghế ngồi phía sau rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Nếu như những chiếc xe nào mà chạy dịch vụ hay là chạy nhiều thì là những cái ghế này nó sẽ cũ đi rất là nhiều, nó bị mài mòn nhiều. Đó. Vì phần lớn là chở dịch vụ, là chở khách, khách là hay, người ta hay ngồi hàng ghế này này. Kể cả có một người hay là nhiều người thì cái hàng ghế này cũng sẽ sử dụng nhiều. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Nhìn thế này thì chắc chắn là quý vị và các bạn nào phải trong nghề thì biết được nó còn nguyên hay làm lại. Nhưng nếu quý vị và các bạn nào mà không tin thì mời quý vị và bạn cứ đến xem trực tiếp. Đấy, xem trực tiếp cái keo này. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc cũng nguyên bản luôn. Không những nó còn nguyên bản mà nó còn rất đẹp như thế này đây. Đây, những cái ốc bản lề nó còn nguyên, chưa có vết tháo đây. Và những cái phần cao su rất là mới đấy. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2016 này. Đấy, lắp ráp tại công ty Toyota Việt Nam. Đấy, tức là chiếc xe này được sản xuất và lắp ráp trong nước. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, từ những cái vô lăng này, cái cần số này. Mới chưa? Quý vị các bạn thấy nó mới chưa? Cần số này cũng còn nguyên luôn này. Những cái cần số này là thường là không làm lại được đâu quý vị bạn nhé. Nếu như mà chạy nhiều là nó mòn đi, nó bóng đi rồi. Cả vô lăng, cần số. Cái cần số vô lăng này có thể làm được. Nhưng mà cái này là còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là nó còn nguyên bản của xe đấy ạ. Chưa có phải làm lại cái gì đâu ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, Toyota Fortuner cũng có mấy phiên bản, phiên bản máy dầu 2.5 máy dầu và phiên bản 2.7 máy xăng. Thì đây chính là chiếc xe được trang bị là cái khối động cơ 2.7 máy xăng. Và đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ đã này. Keo chỉ có nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy là những cái ốc cabo của những chiếc xe này là nó cũng keo chỉ có nguyên bản này. Và cabo nó không có cái phần chống nóng này, cho nên là chúng ta nhìn về nếu như đâm đụng hay không thì cũng rất là rõ luôn đấy ở cái phần cabo này quý vị bạn nhé. Tem của cabo này vẫn còn nguyên đây này. Đây là cái tem của Toyota. Đấy, cabo nguyên bản thì nó có keo chỉ nguyên bản và tem của nhà sản xuất còn nguyên ạ. Và cái phần động cơ đây quý vị và các bạn ạ, tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn cái phần động cơ này nó cũng còn nguyên bản hết ạ. Từ những cái ốc mặt máy này. Đấy, ốc mặt máy này cho đến những cái ốc cổ xả này còn nguyên bản hết quý vị và bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn đấy. Đấy, từ những cái ốc mặt máy này còn nguyên hết đây này, chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị tai nạn hay là chưa có bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết quý vị và bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ được rồi, cho nên là bây giờ nhìn về cái phần khoang máy này rất là dễ và còn rất là mới luôn. Đây là cái cụm phanh ABS này, bảng điện này, ắc quy này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner 2.7 máy xăng phiên bản Sportivo 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi
đang để ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn ấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 699 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ với 699 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Fortuner 7 chỗ này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.